đây Siro sẽ tổ chức sinh nhật tại trường gì? Em sẽ là bánh. Dạ, và đây là concept bánh sinh nhật. Đây là cái bánh sinh nhật hình hình gì? Siro và Phong. Rồi, giờ mình để lên nha. Wow. Siro. Chồng hay lắm. Chồng hay lắm. Rồi. Mình để lên bánh trước. Để học hỏi các bạn nhỏ. Được rồi, không sao đâu. Thấp hơn nồi chân thì đẹp hơn. Nhưng mà đâu thấp hơn được. Đừng xanh luôn, xanh hết nguyên tài hợp.
xá là vui. Ba